Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Sẻ chia yêu thương, ấm tình phụ nữ Đà Nẵng. Sau hơn một tháng phát động, chương trình Sẻ chia yêu thương, ấm tình phụ nữ Đà Nẵng, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tiếp nhận được sự đóng góp, hỗ trợ của các tập thể cá nhân với tổng giá trị gần 2,3 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, hội đã trực tiếp đi thăm và tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện, trung tâm cấp cứu 1100, thăm và tặng quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình hội viên phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Bằng các hoạt động thiết thực kịp thời, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch COVID-19, các cấp hội phụ nữ thành phố đã phát huy tốt vai trò của mình, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, qua đó góp phần tạo sự lan tỏa ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.